Hôm nay chúng ta chơi Minecraft nhưng mình có thể chế tạo được TNT từ sức mạnh của 6 viên đá vô cực TNT. Chúng ta có khá là nhiều thứ đấy. Ok, chúng ta hãy để cái lõi TNT ở đây và 4 cục sắt ở đây. Chúng ta sẽ có được 16 quả TNT. Rồi, boom. Wow, nó biến hết than thành viên đá sức mạnh rồi các bạn. Chúng ta đã có được viên đá Power Stone. Nổ ra nào. Ok, làm ơn. Không biết nó gì có giết dừng lại không ta. Chúng ta có ngọc lục bảo và một cái Power Stone Catalyst. Bây giờ chúng ta đã có thể chế tạo được viên đá sức mạnh. Hello con bò, cho tao thử sức mạnh nha. Boom, ok, nó có sức mạnh. Và nó nổ to vãi cả trưởng các bạn ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cần đá đỏ để nó chuyển hóa thành Reality Stone hay là viên đá thực tại. Chúng ta có hai cục đá đỏ ở đây à. Đặt cái này ở đây và trông nó lên. Reality Stone, viên đá thực tại sẽ được sản sinh từ đây. Nó có đổi không vậy? Nó đổi thiệt nè các bạn. Chúng ta có viên đá thực tại.